Vừa rồi quý vị đã nghe đoàn nhạc thiếu nhi, dàn nhạc thiếu nhi của Hội Hữu Nhạc Việt Mỹ. Và chúng tôi có nhạc trưởng Khánh Hồng, xin mời anh Khánh Hồng ra đây ạ. Quý vị một tràng pháo tay cho nhạc trưởng Khánh Hồng, một người đã đóng góp không biết bao nhiêu công sức cho các chương trình sinh hoạt của văn nghệ thiếu nhi, nhất là những dàn nhạc cổ điển. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ được giới thiệu đến quý vị anh Khánh Hồng. Anh có thể cho biết sơ về dàn nhạc thiếu nhi của Hội Hữu Nhạc Việt Mỹ hay không ạ? Thưa quý vị, thứ nhất là Khánh Hồng xin thay mặt Hội Hữu Nhạc Việt Mỹ xin kính chúc quý vị một buổi lễ Giáng sinh và năm mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và an lành. Bây giờ Hồng xin thưa với quý vị là Hội Hữu Nhạc Việt Mỹ đã thành lập năm tới là được 20 năm, mà năm 1995, với là mục đích thì vì chúng tôi là những người thầy dạy đàn đây, thấy các con em mình ở đây rất đông, người Mỹ gốc Việt Nam rất là đông, đàn rất giỏi, mà không mình cái cộng đồng mình không có một cái dàn nhạc nào để bên cạnh như cộng đồng nước bạn mình hết. Cho nên là tụi này mới quyết định làm ra cái dàn nhạc này. Và dàn nhạc này đã sống cho đến ngày hôm nay, tức là gần được 20 năm, next year là 20 năm. Và cũng nhờ là quý vị học phụ huynh học sinh đã luôn luôn bên cạnh với hội, và cũng như là những người trong hội và làm việc với hội, và luôn luôn nhắc nhở các con em và lo hết tất cả mọi việc, từ vấn đề hàng năm phải có những cái tài chánh để chúng tôi phải lo tổ chức mỗi chương trình như thế nào đều có phụ huynh học sinh, và bên cạnh cũng có những ân nhân bảo trợ. Cái đó là Hồng rất là cảm ơn. Và Hồng cũng mong là cái Hội Hữu Nhạc Việt Mỹ từ đầu có 17 em, bây giờ có gần 100 em nhạc sinh. Tức là từ nhỏ cho đến lớn, cho đến dàn nhạc người lớn. Thì cái mục đích ở đây là mình cũng muốn làm sao cái người Việt Nam mình, khi đàn nhạc Việt Nam mình cũng lớn như nhạc ngoại quốc. Những dàn nhạc ngoại quốc họ đàn những nhạc đàn symphony, Việt Nam cũng có nhạc symphony. Và những bài hát ca khúc của Việt Nam cũng được dàn nhạc symphony đệm, cái hòa tấu và đệm, cái đó là cái quan trọng nhất. Xin hỏi anh ngay đó, thật sự đối với nhạc cổ điển, người Việt Nam chúng ta vẫn còn xa lạ rất nhiều. Các em học ở Mỹ, các em có thể hưởng thụ được cái nền văn hóa của Âu Châu. Làm thế nào để anh thuyết phục được phụ huynh đưa các em đi học nhạc cổ điển? Dạ, thưa anh Trọng Thủy cũng như quý vị, là thứ nhất là khi các em tới đây á, các em chúng tôi sẽ lựa những cái bản nhạc mà các em quen thuộc, cũng như gần đây chúng tôi hay thường nó cứ bị nghe nó nhạc cổ điển, nhạc giao hưởng sợ quá, chắc là nghe không nổi. Nhưng mà thực sự không phải, chúng tôi đã chọn những cái bài mà quý vị thường nghe mới có thể nghĩ đến cái bài đó là cái bài là nhạc Việt Nam mình. Chẳng hạn bài nhạc chiều Serenata của Toselli, ti da 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 da, quý vị nghe ô có tưởng là nhạc Việt Nam mình chứ không phải, đó là nhạc cổ điển, mà đó trong cái vở opera chứ không phải là một cái nhạc bài ca khúc. Cũng như bài Sonnet Schubert, đó, những cái bản đó là cái bị chúng tôi hay thường và để cho các em đàn. Và cũng như là những cái bài sometimes có những lúc chúng tôi sẽ đàn cho các em đàn classic, và qua những bài Sima classic rồi những bài nhạc Việt Nam, như bài Nam tôi nhớ, chẳng hạn những cái bài Tôi Yêu, hoặc những bài Giọt Mưa Trên Lá, hoặc những bài Lòng Mẹ, là các em nhỏ để các em hiểu anh hết. Dạ, vâng. Chúng tôi phải hòa âm. Anh nói là 100 học sinh, trong đó bắt đầu từ lúc mấy tuổi anh? Dạ, bắt đầu từ 5 tuổi. Các em bắt đầu từ 5 tuổi thì đây hồi nãy có mấy em mới 6 tuổi. Dạ, 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 6, bây giờ dạ. Làm sao để các em có thể đưa các em đi học? Bây giờ liên lạc ở đâu và học ở đâu? Thưa quý vị cứ liên lạc với trụ sở của Hội Hữu Nhạc Việt Mỹ là 714-418-0109. Chúng tôi luôn luôn mở rộng để mời các em nhạc sinh học vào các trường khác. Bên này chúng tôi khi nào luôn luôn cũng mở rộng để các em tới với chúng tôi. Và chúng tôi cũng mong năm tới là cái năm kỷ niệm 20 năm của Hội Hữu Nhạc Việt Mỹ, chúng tôi sẽ làm một chương trình rất kỳ là lớn. Tôi cũng mong quý vị ở đây có con em học đàn, hãy đưa tới chúng tôi để cùng tập với chúng tôi, không để chúng tôi sẽ làm sao cái người Việt Nam mình trong năm tới ngày 20 năm cũng là 40 năm ly hương. Tôi có một muốn có một kỷ niệm để cho đây cái người Việt Nam mình ở đây có những cái gì, đã thành tựu những cái gì. Đó là dạ. Xin cảm ơn nhạc trưởng Khánh Hồng và quý vị cho anh Khánh Hồng một tràng pháo tay. Cảm ơn mấy em. Cảm ơn các em rất nhiều. Mầm non của nước Mỹ, của chúng nước ta. Việt Nam. Không biết giờ mầm non của nước Việt Nam hay nước Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, để có một chương trình phong phú cho mùa lễ Christmas, chúng ta cũng không có đừng quên những người xứ ngôn viên và những người làm việc trong behind the scene rất cực nhọc và tích cực. Để mở đầu chương trình, Y Nhi cũng để tiếp theo chương trình, Y Nhi xin giới thiệu đến quý vị những xứ ngôn viên mà quý vị đã từng gặp gỡ trên chương trình TV hàng ngày. Để trước hết, Nhi muốn giới thiệu đó là anh Hoàng Trọng Thủy. Lại gặp lại chúng ta lần nữa. Wow.
Xin trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả, rất vui. Đầu tiên thì xin gửi lời cảm ơn tất cả quý vị, những người đã theo dõi chúng tôi liên tục từ nhiều năm qua trên Lady Sài Gòn TV, từ sáng cho đến chiều. Và giờ đây thì gặp ở ngoài, nếu quý vị thấy tôi ở ngoài thì say hi. Rất là đẹp trai. Dạ, yeah, có người nói tôi chứ sao Thủy Trinh trên sân khấu già quá vậy, trên TV già quá vậy. Vâng, ở trên đó nói anh, quý vị phải nói với anh Thái đó, hình ảnh á, ánh đèn nó lên làm tôi mặt biến dạng hết. Vâng, lên thành ông cụ 65 tuổi, ở ngoài có 45 à. Ở ngoài nhìn trẻ hơn phải không anh? Ngoài có 45 thôi. Vậy là mong anh ra ngoài nhiều chút xíu. Và bên cạnh chúng tôi mỗi sáng cho đến chiều thưa quý vị là các, phải nói rằng ai bây giờ, những người nữ xứ ngôn viên có lòng vô cùng đóng góp với chương trình. Và những người ở ngoài đời quý vị cũng đã biết rồi, một người mà chúng tôi nói rằng dễ thương nhất trong đài. Chúng tôi xin được giới thiệu, tên sân khấu là Bé Tí nhưng mà trên đài là Lạp Sơn. Yes, quý vị nhìn thấy đây là Lạp Sơn, sư cô viên làm chương trình tin tổng hợp vào buổi sáng. Cảm ơn anh Trọng Thùy đã giới thiệu Lạp Sơn Bé Tí. Em ra sân khấu mà em cứ tưởng là em đi thi hoa hậu. Lời đầu tiên Bé Tí xin kính chúc tất cả quý khán thính giả có mặt ngày hôm nay một ngày thật là vui, thật là ấm áp và thật là mạnh khỏe. Và người phụ trách chương trình tin tức vào mỗi chiều chúng tôi cũng ngồi bên cạnh chúng tôi nữa, một người có nhân dáng nhiều người khen lắm, Thanh Mai. Xin kính chúc mừng một là sứ ngôn viên Thanh Mai. Thanh Mai xin gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào quý vị. Và Thanh Mai là một người có cái tật hầu như đi đâu cũng cầm cái phone đằng sau. Bên cạnh Thanh Mai, một người xứ ngôn viên cũng đã sánh vai với chúng tôi, với Thanh Mai vào tin tức mỗi chiều và cũng như phụ trách các chương trình giới thiệu quảng cáo trên đài. Xứ ngôn viên thân ái của Little Zone TV, Ngọc Thanh. Với chiếc áo tím rất đẹp ngày hôm nay, Ngọc Thanh thưa quý vị. Mời Ngọc Thanh. Dạ, Ngọc Thanh xin gửi lời chào đến quý cô chú, quý khán thính giả đang có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Và cũng mong là tất cả mọi quý thính giả đều được vui vẻ và bình an. Một người trẻ mới đến với Lý Đức Sài Gòn TV một vài tháng qua nhưng cũng nhận được rất nhiều sự ưu ái và khen ngợi của quý vị. Sứ ngôn viên đọc tin tức buổi chiều của Lý Đức Sài Gòn TV, Ngọc Quỳnh. Wow, xin mời Ngọc Quỳnh. Cảm ơn Thủy. Ngọc Quỳnh xin được gửi lời chào thân thương nhất đến quý vị có mặt trong ngày hôm nay. Xin được Merry Christmas quý vị. Và không thể thiếu nhân vật này thưa quý vị, một trong những ba chàng ngự lâm pháo thủ. Anh xông pha ngoài mặt trận làm các phóng sự và sẵn lòng đi lên từ xa cho đến gần để mà làm phóng sự cho Lý Đoàn Sài Gòn TV. Bên cạnh đó cũng phụ trách cho cá nhân của mình một cái văn phòng địa ốc nữa. Thưa quý vị, không ngoài ai khác hơn Phạm Khanh. Phạm Khanh xin chào tất cả quý vị quan khách có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Phải nói đây là một trong những cái chương trình mà Leader Sài Gòn TV phối hợp với Thương xá Phú Lộc Thọ tổ chức. Và quý vị đến rất là đông, quý vị đứng chật kín cả các tầng lầu về kể cả bên dưới nữa, làm cho chúng tôi rất là phấn khích, rất là vui. Và thưa quý vị, buổi sáng, cà phê sáng chỉ mới đến có vài tháng này thôi đã là một cơn sóng chấn động vào chương trình buổi sáng với Đoàn Trọng và Nguyễn Trường. Yeah! Wow, wow, wow! Kính thưa quý vị, đây là một ông cho anh em chúng tôi. Vì buổi sáng anh em chúng tôi là người thức dậy đầu tiên, làm tất cả những tin tức trong đài đầu tiên. Nhưng đến giờ phút có tất cả mọi người thì đưa hai anh em tôi xuống phút chót. Cái điều đó, it's unfair anh chị. Nhưng một lần nữa, cà phê sáng chúng tôi xin gửi lời chào đến một mùa Giáng sinh với tất cả mọi người. Và đặc biệt trong chương trình cà phê sáng chúng tôi cũng có sự công tác của Bé Tí. Chào Bé Tí luôn. À anh Trọng ơi, thường người ta có cái câu là we save the best for last. Để dành cái gì đẹp nhất cho buổi cuối cùng mà anh còn nói nữa Nguyễn Cường. Vâng, tôi nói cái điều bí mật cuối cùng là khi ngồi trong TV đó thì tôi lại cao hơn ở ngoài. Okay. Và khi tôi ra ngoài tôi đứng thấp hơn mọi người. Như vậy là cái điều bí mật cuối cùng đã bị
bật mí. À, thôi thì à, hôm nay sẽ xếp cho Nguyễn Trường đứng cạnh bé Tí nhiều chút xíu. Và đó là các thư ngôn viên của Lý Đức Sài Gòn TV. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị trong thời gian qua. Và ngày hôm nay các anh em cũng sẽ phụ trách từng các chương trình một.